chỉ xuất hiện trong có đúng hồi thứ 23 trong kỳ thư Tam Quốc Diễn Nghĩa. Nhưng cứ hễ nhắc tới Nễ Hành, hẳn ai nấy trong số chúng ta cũng sẽ ấn tượng với nhân vật này. Với hành động sẵn sàng cởi áo, khỏa thân trước mặt của văn võ bá quan trong triều để chiêu tức Tào Tháo. Nói rõ là Tào Tháo là khi quân đại nghịch vô đạo, đáng để bị trừng phạt. Hành động đó đủ khiến những người có lòng mến mộ dòng họ Lưu yêu quý và coi ông như bậc nghĩa sĩ, không sợ cửa quyền mà dám đối đầu với vị thừa tướng gian hùng. Thế nhưng, trong một thời đại nhiễu nhương như Tam Quốc, việc chỉ nhìn một con người nào đó với hướng tẩy trắng hay tô hồng quá mức như một ngôi sao, hay là bôi đen tới mức dìm người ta vào bể mực thì rõ ràng là không thể chấp nhận được. Chúng ta đã thấy trong hàng nghìn năm qua, xung quanh việc kết tội Tào Tháo là quân phản nghịch, ta đã thấy có rất nhiều bài viết vẫn xem xét kỹ lưỡng rồi ca ngợi những công lao của ông. Ngược lại, sau những màn tung hô lên tận mây xanh, nhiều nhà nghiên cứu cũng phải ngồi lại để nhìn nhận rồi chê bai không tiếc những điểm yếu chí mạng trong cung cách làm việc của Lưu Bị hay Gia Cát Lượng. Và trường hợp của Nễ Hành sẽ rơi vào tình trạng thứ hai. Sau hàng nghìn năm được người đời ca tụng là vì sao sáng, thà hy sinh oan ức dưới tay của gã thất phu là Hoàng Tổ chứ nhất định không chiếu mệnh cho họ Tào. Thậm chí còn được thương tiếc tới mức được Lý Bạch đời sau, hậu thế tận thời Đường, viết bài Vọng Anh Vũ Châu Hoài Nễ Hành để tỏ lòng thương xót. Vua Ngụy chân giữ tám cõi, coi bằng kiến chỉ có một Nễ Hành. Hoàng Tẩu đấu với tên trộm, giết hắn để mang tiếng xấu. Sông Ngô viết bài Phú Anh Vũ, bút hạ xuống vượt mọi người tài. Thế nhưng, với một số học giả thời này, nhất là với các bác sĩ chuyên điều trị các chứng bệnh về tâm thần, thì khi nhìn vào những gì Nễ Hành đã làm, chỉ biết ôm đầu mà tha trời. Hình như lịch sử đã để cho một con bệnh tâm thần ghi danh đến muôn đời mất rồi. Làm Tào Tháo nhục không biết giấu mặt vào đâu. Nễ Hành sinh năm 173, tên chữ là Chính Bình, người huyện Bàn, quận Bình Nguyên. Người đương thời khi đó, nhất là Khổng Dung, đều hết lời ca ngợi ông là người có tài bao trùm thiên hạ, có khả năng hùng biện xuất sắc. Thế nhưng, bản thân ông thì cũng bị cái tính ngạo mạn cùng với tài năng hay coi rẻ người khác ứng như câu nói của mình: thiên văn, địa lý, không thứ gì không biết. Tam giáo, cửu lưu, không thứ gì không hiểu. Trên có thể giúp nhà vua làm được bậc Nghiêu Thuấn, dưới có thể sánh đạo đức với bậc Khổng Nhàn. Ta nào thèm bàn chuyện với hạng người tầm thường đâu. Dù theo lời ông kể, ông rõ ràng là có ý định làm quan, thường mang theo danh thiếp khi ra ngoài. Tuy nhiên, vì cái tính dở ương ương ở trên nên không được một ai thú nhận. Chỉ có tướng quân Bắc Hải là Khổng Dung mến mộ tài năng nên kết bạn và ra sức tiến cử với triều đình, nhưng vẫn chưa được trọng dụng. Năm 196, thứ sử Duyện Châu là Tào Tháo đưa vua Hán hiến đế về Hứa Xương, nhân tài nhiều nơi đổ về. Khổng Dung vì nghĩ cho bạn nên đã viết hẳn một bản tấu dài dằng dặc tâu lên vua hiến đế, thực ra là tâu với Tào Tháo để xin cho Nễ Hành và làm việc. Lời lẽ sao mà tầng bốc hành dữ dội. Tôi trộm thấy kẻ cư sĩ ở Bình Nguyên tên là Nễ Hành, năm nay 24 tuổi, tên tự là Chính Bình, phẩm chất kiên trinh, tài năng siêu việt, theo nghề văn học, hiểu biết sâu rộng, mắt thấy cái gì, miệng nói ngay ra được, tai nghe cái gì, bụng nhớ mãi không quên. Tính tình hợp với đạo lý, suy nghĩ như có thần mình. So với người khéo suy tính như Hoàng Dương, người có tính cường ký như An Thế, Nễ Hành chẳng thua kém gì. Vốn là người rất khát kẻ sĩ, nghe Khổng Dung tâng bốc Nễ Hành như vậy, Tào Tháo làm sao mà không để ý tới Nễ Hành được, thế là cho mời vào cung. Ai ngờ đâu, đó là khi mà Tháo nhận về một đống cục tức vào người. Ngay khi lần gặp đầu tiên, Tháo đã có ý thử, không mời ngồi, Hành mới ngẩng mặt lên trời mà tha rằng: giờ đất rộng thế này, sao không có một người nào? Tháo thấy thế, khoe hết thủ hạ mấy chục người của mình, toàn là các bậc văn thần võ tướng, kỳ tài đương thời. Nào là Tuân Úc, Tuân Du, Quách Gia, Trình Dục, danh sĩ bên văn, lại có Hứa Chử, Trương Liêu, Tử Hoàng, danh tướng bên võ. Kết quả, Tháo đã phải nghe câu nhận xét kèm theo liệt kê không thể khắm lọ hơn từ Nễ Hành: ông nói nhầm rồi, những nhân vật đó tôi biết cả. Tuân Úc nên sai đi viếng tang thăm bệnh, Tuân Du nên sai đi coi giữ mồ mả, Trình Dục thì nên cho đứng gác cửa ngõ, Quách Gia nên để Bình Phú ngâm thơ, Trương Liêu thì cho đi đánh trống khua chiêng, Hứa Chử cho đi chăn trâu dắt ngựa, Nhạc Tiến thì cho đi nhận thư đọc chiếu, Lý Điển thì cho đi chạy giấy đưa thư, Lã Kiền nên để mải đào đúc gươm, Mãn Sủng
nên để uống rượu ăn giấm. Vu Cấm thì được việc khiêng ván đắp tường. Tử Hoảng thì giỏi về mổ lợn giết chó. Hạ Hầu Đôn thì gọi là tướng quân có đủ chân tay. Tào Hồng thì gọi là thái thú vòi tiền. Còn những đồ kia là đồ giá áo túi cơm, thùng rượu bị thịt cả. Bị chê cho một trận lên bờ xuống ruộng, từ một thằng ất ơ chưa biết có tài năng gì, Tháo điên tiết cực kỳ. Ngay bên cạnh Tháo, Trương Liêu cũng đã cục lên, tuốt gươm toàn chém. Thế nhưng, đúng với bản chất gian hùng của mình, Tào Tháo vẫn muốn cố gắng tìm cách thu dụng Lê Hành, không muốn làm hại một người có danh tiếng, bằng việc tạm thời cho ông làm chức cổ lại, tức người đánh trống, phục vụ yến tiệc. Lê Hành chẳng chối từ gì cả, nhận lời rồi đi ra. Chẳng ngờ tẩm ngầm mà đấm chết voi. Hành đã chuẩn bị cho Tháo thêm một đòn đau, không biết giấu mặt vào đâu. Hôm sau, Tháo mở yến tiệc trên sảnh đường, thết các tân khách, sai cổ lại ra đánh trống. Người cổ lại cũ nói với Lễ Hành là phải mặc áo mới. Hành làm ngơ, cứ mặc áo cũ đi vào, đánh ba hồi trống theo khúc ngư dương, cực kỳ đau buồn. Những người ngồi ăn, nghe thấy đều cảm thương, chảy nước mắt. Có người dù vậy, đã thấy Hành không mặc đồ mới, liền bức xúc. Thế là Hành nghe vậy, cởi tuột luôn quần áo, khỏa thân đứng dậy. Khách ngồi, ai cũng phải che mặt. Hành lại khoan thai mặc quần áo, sắc mặt không thay đổi. Đến khi Tháo mắng là quần vô lễ, Hành không ngần ngại mà sạc lại cho Tháo một trận. Người không biết người hiền, người ngu là mắt đục, không học thi thư là mồm đục, không nghe lời chung là tai đục, không hiểu chuyện xưa là thân đục, không dung các chư hầu là bụng đục, thường muốn cướp ngôi là ruột đục. Ta là danh sĩ thiên hạ, ngươi dùng làm cổ lại, khác gì Dương Hóa khinh đức Khổng Tử, Tang Thương chê thảy Mạnh Tử. Ngươi muốn dựng nghiệp vương bá mà lại khinh người ta thế à? Ôi cha mẹ ơi, lúc trước thì cư xử như ông bố tướng, làm người ta vốn có tiếng là kính người hiền, cầu kẻ sĩ như cầu mưa còn chẳng nhịn được, may mà còn dung thứ cho làm một cái chức để cho đỡ nhục. Giờ thì khỏa thân, bô bô mắng người ta là không biết dung nạp người hiền. Thái độ này, nếu bạn là Tào Tháo, bạn có cho bay đầu luôn không? Thế mà đây lại là khi mà Tào Tháo thể hiện rõ bản lĩnh của mình. Ăn hai pha làm nhục như vậy mà Tháo vẫn nhịn được. Lại có thêm Khổng Dung khuyên can, nên vẫn nhất quyết cho Hành đi sứ Kinh Châu. Nếu dụ được Lưu Biểu quy hàng, thì sẽ dùng làm chức công khanh. Hành không chịu đi, Tháo sai chuẩn bị ba con ngựa, bắt người kèm thúc phải đi. Lại sai văn võ thủ hạ đặt tiệc ở ngoài cổng để tiễn. Đây thực sự là một hành động cực kỳ khôn ngoan, theo kiểu vừa như thu nạp mà vừa tống khứ đi cái quân ôn dịch ra khỏi nhà. Rằng cho Hành đi làm nhiệm vụ như vậy 10 phần thì chắc là cả 100 phần Hành sẽ đếch thèm làm, đúng như cái thái độ chống đối ban đầu. Dẫu sao thì cũng đã tống được cái của nợ này cho Lưu Biểu giải quyết, mình cũng đỡ phải đau đầu nghĩ cách giải quyết. Cái đại trí dùng người và hại người của Tháo được thể hiện không thể xuất sắc hơn trong cái sự vụ này. Còn về phần của Lễ Hành, vuốt mặt không để mũi với Tào Tháo chưa đủ chán hay sao, mà đấy khi gặp các quan của Tào Tháo, tỏ thái độ bằng việc không thèm đứng dậy chào tiễn biệt lúc đi sứ. Ông lại giả vờ khóc lóc, mỉa mai họ là đám áo quan người chết, khiến ai nấy cũng nổi điên lên. Thế là chửi nhau, bên này chửi bên kia là con ma điên không đầu, con sâu con sẻ. Bên kia thì lại nói là lũ tò vò, là phường mất não, chẳng còn giữ thể thống gì nữa. Cái chết cho sự cao ngạo. Sàn đất của Lưu Biểu, Lễ Hành vẫn cứ chứng nào tật đó, vẫn kiểu nói năng bố tướng. Miệng tuy khen ngợi người ta đức tốt, chức cao vọng trọng, nhưng vẫn có ý trào phúng ở sâu xa. Lưu Biểu dù không bằng lòng, nhưng cũng biết tổng là Tào Tháo đẩy Lễ Hành sang chỗ mình là có ý muốn mượn tay của mình để giết Lễ Hành, nên sai Hành đến Giang Hạ gặp Hoàng Tổ. Chẳng ai ngờ Hoàng Tổ lại không hiểu ý của Lưu Biểu. Một hôm, Hoàng Tổ cùng Lễ Hành uống rượu với nhau, hai người đều say. Tổ có hỏi Lễ Hành: "Ngươi ở Hứa Đô có biết ai là người khá?" Hành vẫn cái giọng khệnh khạng của người bề trên mà đáp rằng: "Có thằng bé nhớn là Khổng Văn Cử, tức Khổng Dung, người hơn Hành tới 20 tuổi. Thằng bé con là Dương Đức Tổ, tức Dương Tu, tuổi xem xem Lễ Hành. Ngoài hai đứa ấy không có đứa nào nữa." Hoàng Tổ có hỏi: "Như ta thì thế nào?" Hành đáp không kiêng nể gì: "Người như tượng thần trong miếu, tuy được người ta cúng tế nhưng chẳng thiêng liêng gì." Thế là bay đầu một cách không thể vô nghĩa và lãng xẹt hơn ở cái tuổi 26. Ở Hứa Đô, Tào Tháo nghe tin Lễ Hành bị hại, biết Lưu Biểu đã sập bẫy,
cười mà nói rằng: "Gươm lưỡi của kẻ hủ nho, mình lại giết mình." Một căn bệnh tâm thần chính hiệu. Trong hàng ngàn năm lịch sử, tư tưởng phù lưu phản tào cùng với sự tâng bốc của nhiều nghệ sĩ, học giả trong suốt lịch sử của Trung Quốc đã khiến hình ảnh của Nê Hành bỗng trở nên đẹp đẽ như một vì sao sáng, rồi vụt tắt trong đêm đen Tam Quốc. Ấy nhưng, đó là trước khi khoa học xuất hiện. Ở thời điểm hiện tại, trước sự xuất hiện của các chuyên môn nghiên cứu về tâm thần, một số chuyên gia đầu ngành của Trung Quốc đọc lại trường đoạn này và đưa ra một số nhận xét hết sức bất ngờ. Nê Hành có thể đã bị mắc chứng rối loạn nhân cách ái kỷ, gọi tắt là bệnh ái kỷ. Thông qua những hành vi ứng xử đã nêu ở trên, các bác sĩ chuẩn đoán Nê Hành đã mắc tới 4 trên 6 triệu chứng của hội chứng này, bao gồm: không muốn bị người khác nhắc nhở, phê bình, phản ứng thái quá khi nhận được những lời nhận xét, góp ý từ ai đó. Họ cũng có thể rút lui hoặc chấp nhận một cách thức tình huống này để bảo vệ cảm giác tự trọng của bản thân. Bên cạnh đó, họ cũng có xu hướng né tránh những tình huống mà họ có thể thất bại. Điều này thể hiện ở việc Hành không ngại cãi nhau tay đôi với Tào Tháo và các mưu sĩ, không chịu nhận mình có lỗi sai khi cư xử thiếu chuẩn mực khiến mọi người phật ý, né tránh, không chịu đi sứ Lưu Biểu với cái cớ không muốn làm việc cho Tào Tháo, khoác lác về năng lực của bản thân, tự xem mình là nhân vật quan trọng, luôn mong muốn là trở thành trung tâm, muốn được mọi người chú ý và ngưỡng mộ. Thể hiện quá rõ ở việc Nê Hành tự khen mình tài năng trùm trời đất, phô diễn khắp nơi ý muốn làm quan to. Khi thấy mọi người có thái độ bất phục thì hậm hực, xỏ xiên, đánh giá thấp giá trị và thành tựu của người khác. Màn dìm hàng đến sập tiệm toàn bộ dàn văn thần võ tướng của Tào Tháo, nhất là chê thẳng mặt Hoàng Tổ để rồi phải bay đầu cho ngu ngốc đã trả lời cho tất cả. Cảm thấy chỉ nên kết nối với những người đặc biệt và tài năng như họ và xem thường những người họ cho là bình thường. Họ tin rằng sự kết hợp với những người tài giỏi sẽ hỗ trợ và nâng cao lòng tự trọng của họ. Triệu chứng này thể hiện ở điểm trong cả dàn anh tài đương thời, chỉ có mỗi Khổng Dung là người duy nhất chơi được với Nê Hành mà vẫn còn bị Hành gọi là thằng bé nhớn. Còn lại ai cũng ghét mà tránh càng xa càng tốt. Hai triệu chứng còn lại thì tuy không rõ ràng nhưng có vẻ Nê Hành cũng chớm chớm mắc phải, đó là lợi dụng người khác để đạt được mục đích của mình, và cuối cùng là thiếu sự đồng cảm với người khác. Thế nhưng cũng có những người lạc quan hơn, cho rằng Nê Hành chỉ là một người theo chủ nghĩa bất hợp tác. Tuy ông có tài năng nhưng tính tình ngang ngạnh, ngạo mạn thái quá, liên tiếp phạm sai lầm và tự chuốc lấy cái chết. Ông đã có cơ hội làm lại khi từ Hứa Xương đến Kinh Châu, rồi lại có cơ hội thứ ba khi từ Tương Dương sang Giang Hạ. Thế nhưng Nê Hành vẫn không đổi tính cách ngạo nghễ. Ngay cả với những người tốt nhất với mình như là Khổng Dung, ông cũng dùng những lời lẽ không đúng mực. Điều này đã khiến ông tự biến mình thành kẻ điên khùng trong mắt người đương thời. Nê Hành đã coi thường hết thảy mọi người, kiêu ngạo không có chừng mực, không chỉ hại mình mà còn đẩy người bạn tốt Khổng Dung vào chỗ khốn đốn. Chỉ trừ Khổng Dung, ông gần như bị tất cả mọi người đều ghét. Nê Hành gặp ai cầm quyền chính cũng chửi mắng quen miệng, tỏ ra khinh thị. Điều này được đánh giá không phải là anh hùng dũng cảm, mà chỉ là kẻ ngu xuẩn, bọn thất phu ghen ghét người có quyền thế. Tóm lại, giữa hai ý kiến, giờ này chẳng biết cái nào đúng nữa. Bởi người thì đã mất từ khoảng hơn 1.800 năm về trước, các cứ liệu thì bảy thực ba hư. Giờ chỉ biết rằng cái chết của ông đến nay vẫn bị nhận xét là một cái chết ngu ngốc và vô nghĩa nhất, rồi trở thành một câu chuyện không biết nên buồn hay nên thả ha ha trên các diễn đàn lịch sử. Âu đó cũng là bản án cực kỳ thích đáng cho một cái thói ngông nghênh không biết điểm dừng, để rồi tự mua họa dán vào cái số của mình, tự dưng trở thành cái quân thủng rỗng kêu to, chỉ biết chửi, chứ đến khi sắn tay vào thì mất mạng luôn.